Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết UK. Bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2020, gồm có những nội dung như sau. Mời bạn lắng nghe. Đầu tiên, xin chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều may mắn. Tiếp theo đây, xin mời bạn đến với bảng giá được cập nhật vào lúc 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9. Giá vàng trên thế giới theo giờ của Việt Nam 6 giờ sáng là đang ở mức 1.944 USD trên ounce. Giá vàng trong nước đơn vị tính là 1.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC Hà Nội mua vào 55.700.000 đồng, bán ra 56.470.000 đồng. SJC Hồ Chí Minh mua vào 55.700.000, bán ra 56.450.000 đồng. Vàng SJC tại một số ngân hàng. TP Bank Gold mua vào 55.820, bán ra 56.350.000. Exim Bank mua vào 55.750, bán ra 56.250.000. Vietinbank Gold mua vào 55.700, bán ra 56.470.000. Sacombank mua vào 55.600, bán ra 56.250.000. SCB mua vào 55.500, bán ra 56.150.000. Matrambank mua vào 55.250, bán ra 56.650.000. SHB mua vào 41.300, bán ra 41.820.000. Vàng SJC của các tổ chức lớn: Bảo Tín Minh Châu mua vào 55.800, bán ra 56.240.000. Phú Quý SJC mua vào 55.800, bán ra 56.250.000. BNG SJC mua vào 55.750, bán ra 56.250.000. Mi Hồng SJC mua vào 55.750, bán ra 56.300.000. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 55.300, bán ra 56.300.000. BNG Một Lượng mua vào 53.800, bán ra 54.300.000. Các thương hiệu vàng khác: BNG nhẫn 24 carat mua vào 53.800, bán ra 54.300.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào 53.610, bán ra 54.260.000. Nhẫn SJC 24 carat mua vào 53.600, bán ra 54.250.000. Nhẫn Phú Quý 24 carat mua vào 53.500, bán ra 54.200.000. BNG nhẫn trơn 24 carat mua vào 53.200, bán ra 54.000.000. Ngọc Hải 24 carat Hồ Chí Minh mua vào 52.900, bán ra 53.900.000. BNG nhẫn trơn 18 carat mua vào 39.250, bán ra 40.650.000. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 55.700, bán ra 56.450.000. Nhận 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 53.600, bán ra 54.250.000. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53.150, bán ra 53.950.000. Vàng nữ trang 24 carat mua vào 51.916, bán ra 53.416.000. Vàng nữ trang 18 carat mua vào 38.317, bán ra 40.617.000. Vàng nữ trang 14 carat mua vào 29.306, bán ra 31.606.000. Vàng nữ trang 10 carat mua vào 20.349, bán ra 22.649.000. Bản tin về giá vàng sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.